khỏe không? Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người leo núi nhé. Một trong những nơi mà mình sẽ dẫn mọi người tới đó là núi Mount Great Clock State Reservation. Thì cái chỗ mà mình đi á là nó nằm ở Lanesboro, ở Massachusetts. Đây là một cái nơi, cái điểm mà người ta nói rằng là nó cao nhất tiểu bang Massachusetts của mình, một cái điểm cao nhất tiểu bang Massachusetts của mình. Nó cao, cái độ cao của nó vào khoảng 3.491 feet. Và nơi đây rất là đẹp để mà mọi người có thể ngắm cảnh thiên nhiên, đồng thời cũng có thể ngắm những cái lá đổi màu trong cái mùa thu này. Ngoài ra ở đây thì mọi người cũng có thể có những cái hoạt động, rất là nhiều hoạt động khác nhau. Thí dụ như là mình đi leo núi nè, mình đi hiking, mình đi xe đạp, mình đi bộ, và mình có thể là mobile, có nghĩa là mình lái xe vậy đó, hay là mình trượt tuyết. Thì đây có rất là nhiều hoạt động mọi người ơi. Mình nghe nói rằng là ở nơi đây rất là đẹp, quang cảnh, thiên nhiên, mọi thứ, nhiều hoạt động nữa. Mọi người cũng có thể cắm trại ở đây cũng có. Hôm nay là mình leo núi, mình leo lên cái đỉnh núi, cái đỉnh mà cao nhất của tiểu bang Massachusetts của mình. Ở đây thì mọi người có thể, nghe nói là mọi người có thể nhìn xuống ở trên đỉnh núi đó, mọi người nhìn xuống mọi người sẽ thấy được những cái làng ở dưới núi, những cái thành phố ở dưới núi, cảnh sắc của nó đẹp lắm mọi người. Và đặc biệt nhất là trong cái thời gian mà mùa thu này đó, thì mọi người cũng có thể nhìn thấy được cái quang cảnh lá màu thay đổi từng gốc một. Thành ra là mình muốn thử để đến để xem tận mắt và thưởng thức cái cảnh đẹp nó như thế nào. Mọi người cùng tôi nha, cùng tôi đi để mà xem những cái khám phá cái cảnh ở đây như thế nào. Và đồng thời mọi người thấy không, là trên đường tôi đi đó là có rất là nhiều người cũng đi bộ giống giống như tôi. Có người đi xuống và cũng có người đi lên. Có thể là họ đã tới đây sớm rồi, thành ra là họ đi xuống và mình bắt đầu mới có đi lên. Thì tôi tới đây cỡ khoảng chừng trưa, 12 giờ 1 giờ gì đó. Thành ra là những người này có thể họ tới đây rất là sớm. Và đường đi của tôi khi mà tới đây á, thì xe cộ rất là đông. Tới từ các tiểu bang khác nhau ở gần Massachusetts, chứ không có chỉ riêng ở tiểu bang mình tới đâu, mà họ tới từ các tiểu bang, ví dụ như là New York này. Tôi thấy từ New York cũng có tới rất là nhiều, Philadelphia, rồi Connecticut, những cái tiểu bang mà gần gần Massachusetts của mình đó, họ đều chạy tới đây để biến cái cảnh này. Đây cũng có cái cảnh rất là đẹp, nhiều người tới tham dự. Mọi người hãy cùng tôi nhé, hãy cùng tôi đi lên tận cái ngọn núi để xem coi cảnh đẹp nó như thế nào, có thật sự giống như những người đã nói cho mình biết.
Mọi người có thấy không? Có rất là nhiều người cũng hiking, leo núi giống như mình vậy đó. Thì ở đây cũng là một cái nơi mà rất là nổi tiếng, có nhiều người đến tham quan, cắm trại, cookout, họ cũng có thể săn bắn nữa. Thành ra là đây là một cái khu mà có rất là nhiều người họ đến để mà họ hòa mình với cho với thiên nhiên đó. Thì mọi người cũng có thể nhìn thấy ha. Thì qua cái sự tìm hiểu của mình á, thì cái Mount Grey Lodge State Reservation này đó là nó được thành lập vào năm 1898. Và ở trên cái đỉnh của cái ngọn núi đó thì nó có một cái tòa nhà xây để mà tưởng niệm cho cái chiến tranh, và cao là 93 feet, khoảng 28 mét, thì và cũng được build vào khoảng năm 1931, 1932, và họ đã đồng giống như họ dedicate cho cái tượng đài này đó vào ngày 30 tây tháng 6 năm 1933. Và trong 2 năm sau nữa đó thì họ tu chỉnh và xây cái con đường để mà có thể mọi người có thể lái xe lên thẳng trên đỉnh núi. Thì khoảng cỡ chừng khoảng năm 2008 2009 đó thì hoàn thành. Và cũng giống như hồi nãy mình có chia sẻ với mọi người đó, là cái nơi này họ có rất là nhiều cái vật phẩm mà mọi người có thể dành cả nguyên một ngày để đến đây vui chơi, hay là hoạt động. Ví dụ như là họ có cái đường mòn để cho mình leo núi nè, họ có cái con đường để cho mình lái xe đạp lên núi đó. Rồi mình cũng có thể là trượt tuyết bằng cách là mình đi bộ, hay là mình cũng có thể trượt tuyết bằng cái mobile giống như là cái xe trượt tuyết đó, cũng có thể sử dụng cái đó. Rồi cắm trại, có rất là nhiều hoạt động mà mọi người có thể sử dụng, hay là mọi người có thể làm trong cái khu này rất là lớn mọi người ơi. Nó rộng khoảng 11.5 mile, cái con đường có thể đi có thể đi tới 11.5 mile, và nó có khoảng 12.000 acres, là cỡ khoảng là 4.900 hecta mảnh đất, cái khu đất của nó. Nó rộng, nó bự giống như vậy. Và cái Mount Grey Lodge này là một cái nơi mà cái điểm cao nhất của thủ bang Massachusetts của mình. Nó nằm chính giữa cái town của Landsboro, North Adams, hay là Chess Hill, Women Towns, New Ashford, và Massachusetts. Mọi người biết không, ở đây có thể lái xe lên thẳng trên cái đỉnh núi, nhưng mà hôm nay cái lý do phải lên núi là kéo lái xe lên tới nơi rồi. Nhất là do cái vấn đề COVID á, người thứ hai á là họ không có chỗ nào đi hết, thì họ đi vào những cái khu rừng hay gì kia để giãn ngoại. Rồi mùa thu nữa,
ra ở đây phơi láng vàng rất là đẹp, nên trên đó nó đông quá, không có chỗ, không có cho, không có cho xe lên nữa. Ra là đậu xe kiếm cái góc ở trên cái đường đó, đi bộ luôn, mình hai kỳ luôn. Thì cái điểm mà cao với ta mình bước chút chứng minh mất kiếp của mình. Và ở đây thì cái thạc này nó mở cửa từ sáng đến tối, cũng như xế chiều là nó sẽ đóng lại. Và nếu mà mọi người đi xe thì mọi người phải chặt tiền mỗi xe nha. Nếu mà mình là dân Massachusetts resident, dân khu dân nữ chỉ ra Massachusetts thì mình chỉ đóng tiền mỗi xe. Còn nếu mình không ký Massachusetts resident khu dân nữ mọi người có thấy không, quá trời xe không à, ở bên tay phải của mình đó họ xếp hàng à, đi lên à, lái xe hơi hoặc là xe motorcycle à, hoặc là xe đạp à, để mà chạy lên trên cái đỉnh núi rất rất là đông mọi người ơi à, kẹt xe kinh khủng luôn. Và à, đây là lần đầu tiên mình đến đây, thành ra là cũng trải nghiệm rất là một cái cuộc trải nghiệm rất là hay, thú vị. Và sau khoảng chừng gần 40 phút đi bộ leo núi như thế này thì mình cũng đã lên được tới trên cái đỉnh núi. Đường leo thì nó không có đến nỗi khó lắm, đường rất là dễ dàng, mọi người có thể thấy rồi à, không có nhiều cái sự khó khăn à, chỉ có cái là đi hơi lâu thôi. Và cuối cùng mọi người có thấy ở trước mặt không, cái ngọn cái tháp đó, và mình đã tới rồi, ta ta, sau 40 phút đi bộ à, đẹp không mọi người à, hôm nay cũng rất là lucky là mình cũng đi chọn một cái ngày có cái thời tiết đẹp, trong xanh, mát mẻ, để mà mình có cái cơ hội đi bộ, không có ngại ngùng vì mưa gió hay là lạnh lẽo quá. Đẹp quá trời luôn, mọi người nhìn thấy không? Xa xa, mình thấy cái ngọn tháp, cái tháp mà về để mà họ tưởng niệm cái chiến tranh đó, đẹp quá trời luôn. Cao cao sừng sững giữa trời ha. Thấy có nhiều xe không? Và bắt đầu là họ cũng còn đang xếp hàng để mà chạy lên đó mọi người. Thấy xa đông dễ sợ chưa? Cũng có nhiều người tới lắm, tuy rằng là cái mùa Covid nhưng mà đây cũng là một trong những cái cách mà họ đi dã ngoại, không có sợ bị tiếp xúc nhiều với những người khác, nên cũng không sao. Để mình đi xung quanh cái khu ở trên cái đỉnh núi này, rồi mình chia sẻ những cái tấm hình với mọi người nha, để cho mọi người nhìn thấy cái cảnh nó đẹp như thế nào. Và trước khi mà mình đứng ở trên trên đỉnh núi cao nhất của tiểu bang Massachusetts, nhìn xuống và thấy cái thành phố nó ra làm sao, trong nhất là trong cái mùa thu như thế này, mọi người hãy cùng thưởng thức với mình nhé.
Cảm ơn mọi người đã cùng hành trình với mình lên đỉnh núi cao nhất của tiểu bang Massachusetts. Và hy vọng là mọi người có một cái kỷ niệm đẹp trong cái video này. Và nếu mà những ai chưa có bấm nút đăng ký đó, subscribe channel của mình đó, nhớ bấm nha, để có thể nhận những cái video kế tiếp khi mà mình cập nhật lên. Và nếu mà những ai đã bấm rồi thì cảm ơn nhiều vì sự ủng hộ của quý vị. Nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình nữa nha, để mà cùng xem cái cảnh đẹp ở tiểu bang Mass này như thế nào. Xin chào và hẹn gặp mọi người trong cái video kế tiếp nha. Bye.